Thùy Linh chào đón quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phong Today. Hôm nay sáng thứ ba, ngày 26 tháng 3. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với hệ thống kênh Ngô Phong. Và sau đây là các nội dung thời sự đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tỷ phú cánh hữu và cũng là nhà đầu tư chính của TikTok đang sử dụng Trump như một quân bài. Hoa Kỳ, Anh Quốc cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng, ảnh hưởng đến hàng triệu người Israel đồng ý thỏa thuận nhượng bộ lớn về trao đổi con tin với Hamas. Theo luật sư chống Trump, George Conway, tổng trưởng lý New York, có lý do để cảm thấy hài lòng về phán quyết của tòa phúc thẩm. Ủy ban gây quỹ hàng đầu của GOP cảnh báo kiến, Cộng hòa cần nhiều hơn là chỉ trích Biden để chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, trong khi chiến dịch Biden tuyên bố Trump yếu đuối và tuyệt vọng. Tại sao thượng nghị sĩ Joe Manchin lại khát khe với những người được đề cử của Biden tệ hơn của Trump? Hạ viện Cộng hòa đe dọa tội khinh thường đối với Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và nhiều tin khác nữa. Kính thưa quý vị. Theo một báo cáo, một tỷ phú cánh hữu khổng lồ và cũng là nhà đầu tư chính của TikTok là đồng sở hữu của công ty đã sáp nhập với công ty truyền thông của ông Trump, sở hữu Truth Social, nền tảng mạng xã hội vốn đang gặp khó khăn. Thương vụ đau đầu này có thể làm tăng thêm hàng tỷ đô la vào giá trị tài sản ròng của Trump. Tên của nhà tỷ phú Jeff Yates gần đây bắt đầu xuất hiện trong các báo cáo tin tức sau khi ông Trump chỉ trích dự luận ở Quốc hội, vốn có thể cấm TikTok trừ khi mạng xã hội này được bán khỏi công ty mẹ có trụ sở tại Trung Quốc. Đây là sự đảo ngược lớn so với lập trường trước đây của Trump đối với TikTok và diễn ra sau khi Yates gặp Trump ở Florida. Trong bối cảnh phí pháp lý ngày càng tăng của cựu tổng thống, chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ rằng Yass có thể đang mua hay thao túng một ứng cử viên tổng thống, thậm chí đang sử dụng Trump như một quân bài. Sau đó, Trump tuyên bố là ông không nói chuyện với Yass về TikTok, và Yass là một nhà tài trợ lớn cho nỗ lực thúc đẩy viện tư nhân hóa trường học. Vì vậy, có lẽ tỷ phú cánh hữu này không nói về một trong những khoản đầu tư nổi bật nhất của ông nhưng có vẻ như trump hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của jazz yes. cũng có vẻ như tiktok hoặc ít nhất là một trong những nhà đầu tư chính của họ vừa cố gắng vượt lên trên các công ty mạng xã hội khác trong cuộc chiến về tầm ảnh hưởng tại washington hai năm trước tờ washington post đã cho biết meta công ty mẹ của instagram và facebook đã tiến hành một chiến dịch gây áp lực ngầm bao gồm việc cố gắng khiến các phương tiện truyền thông và các nhà lập pháp tăng cường giám sát tiktok và mặc dù Meta không thể nhận toàn bộ công lao, nhưng nỗ lực đó đã giúp Hoa Kỳ đến với tình huống hiện tại, khi việc cấm TikTok đang được xem xét ở cấp liên bang và một số lệnh cấm khác đã được ban hành ở cấp tiểu bang. Một nguồn tin thân cận với chiến dịch Trump cho biết, giá dự kiến sẽ quyên góp lớn trong một nhóm ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của cựu tổng thống trong khi ở chiều ngược lại jazz nói với các hãng thông qua người phát ngôn rằng ông ấy chưa bao giờ quyền góp cho trump và không có kế hoạch làm như vậy jeff jazz là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong chính trị và tài chính nhưng ông này thường tránh xa ánh đèn sân khấu và ít khi tham gia vào các cuộc thảo luận công khai ông đã được biết đến với việc tài trợ lớn cho các chiến dịch và ứng cử viên có xu hướng cực đoan và bảo thủ đặc biệt là những người ủng hộ chính sách tài chính hạn chế còn được gọi là chính sách tài chính thắt chặt và cải cách giáo dục theo hướng tư nhân hóa các nhà phê bình cho rằng việc tài trợ đó góp phần làm sâu sắc thêm sự chia rẽ chính trị và kích động chính sách công không phản ánh ý chí của đa số người dân với Trump, tỷ phú Yas dường như đang áp dụng cách tiếp cận đầu sỏ để bảo vệ một khoản đầu tư. Chính xác đó là chuyển một số tiền lớn cho một ứng cử viên tổng thống đang khổng đốn và hy vọng ông ta sẽ làm theo ý mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng số hóa, một cuộc chiến không tiến động nhưng không kém phần quyết liệt đang diễn ra trong không gian mạng mới đây một vụ gián điệp mạng quy mô lớn đã được phanh phui với tâm điểm là cáo buộc từ phía hoa kỳ và anh quốc đối với bắc kinh các viên chức từ hoa kỳ và anh vừa đệ đơn tố cáo và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân liên quan tới một chiến dịch gián điệp mạng được cho là do bắc kinh chỉ đạo chiến dịch với quy mô rộng lớn được cho là đã làm ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp thế giới bao gồm những nhà lập pháp học giả nhà báo và các công ty từ nhiều ngành nghề khác nhau Nhóm tin tặc được biết đến với tên gọi APT31 được cho là một phần của bộ an ninh Trung Quốc. Họ đã nhắm mục tiêu vào nhiều cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới, đặc biệt là những người thường xuyên lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh. Hoạt động gián điệp đó không chỉ gây hại cho các nhà thầu quốc phòng và những người bất đồng chính kiến mà còn ảnh hưởng đến các công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thép đến năng lượng và thời trang. Mục tiêu của chiến dịch được cho là nhằm đàn áp những tiếng nói phản đối chính sách của Trung Quốc, phá hoại các tổ chức chính phủ và đánh cắp bí mật thương mại. Anh Quốc và Hoa Kỳ đã quyết định áp đặt lệnh trừng phạt lên một số đối tượng và tổ chức liên quan, nhắn gửi một thông điệp rõ ràng đến Bắc Kinh về hành vi như vậy là không thể chấp nhận được. Lẽ dĩ nhiên, phía Trung Quốc đã phủ nhận mọi cáo buộc, gọi đây là những bịa đặt và vu khống ác ý. Trong bản cáo trạng đối với 7 tin tặc Trung Quốc, các công tố viên Hoa Kỳ cho biết vụ hack đã dẫn đến việc thông tin trong các tài khoản công việc, email cá nhân, lưu trữ trực tuyến và hồ sơ cuộc gọi điện thoại của hàng triệu người dân Hoa Kỳ bị xâm phạm hoặc có nguy cơ bị xâm phạm. Ngoài ra, các viên chức ở London cũng cáo buộc APT-31 đã thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào những nhà lập pháp Anh chỉ trích Trung Quốc họ cũng nói rằng một nhóm gián điệp trung quốc khác đã đứng sau vụ hát cơ quan giám sát bầu cử của anh gây tổn hại cho dữ liệu của hàng triệu người dân anh giám đốc fbi christopher ray cho hay thông báo hôm nay vạch trần những nỗ lực dai dẳng và liều lĩnh của trung quốc nhằm phá hoại an ninh mạng của quốc gia chúng ta cũng như nhắm vào người dân hoa kỳ và những thành tựu mới của chúng ta căng thẳng về các vấn đề liên quan đến gián điệp mạng đã và đang gia tăng giữa bắc kinh và washington Cùng lúc, các cơ quan tình báo phương Tây ngày càng giống lên hồi chuồng cảnh báo về các hoạt động tin tặc bị xem là có sự hậu thuẫn của nhà nước Trung Quốc. Cập nhật thêm, chính phủ New Zealand hôm thứ Ba cũng tuyên bố trang tin của các cơ quan quốc hội nước này là nạn nhân của hoạt động mạng độc hại có liên kết với một tác nhân có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Theo báo cáo mới nhất, Israel đã chấp thuận một đề xuất đáng chú ý liên quan đến vấn đề trao đổi con tin. Theo đó, khoảng 40 con tin sẽ được Hamas trả tự do, đổi lấy việc Israel thả hơn 700 tù nhân Palestine đang thủ án tại các trại giam. Trong số những tù nhân được thả, có khoảng 100 người đang chịu án tù chung thân vì tội giết hại công dân Israel. Một quan chức cấp cao của Israel đã cho biết Israel sẵn sàng thực hiện các nhượng bộ lớn để bảo đảm an toàn cho những người bị bắt cóc trở về nhà. Dù Israel đã đồng ý với thỏa thuận, phía Hamas vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Các cuộc đàm phán đang được tiếp tục tại Qatar để tìm kiếm một giải pháp chấp nhận được cho cả hai bên. Theo tờ Axios, dự kiến Hamas sẽ phản hồi trong vòng 3 ngày tới. Báo cáo này nếu được xác nhận sẽ xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Israel và Hoa Kỳ đang trở nên căng thẳng. Thỏa thuận hy vọng không chỉ dừng lại ở việc giải cứu 40 con tin. Vẫn còn khoảng 100 con tin khác đang được giữ ở Gaza và các bên đang nỗ lực đàm phán để đạt được một thỏa thuận cho việc thả các con tin còn lại từ Hamas theo các giai đoạn trong những tuần tới cũng vào ngày hôm qua hội đồng bảo an liên hiệp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa israel và hamas với điểm đáng chú ý là phía hoa kỳ bỏ phiếu trắng việc mỹ bỏ phiếu trắng không sử dụng quyền phụ quyết trước đây để bảo vệ israel trong cuộc xung đột phản ánh áp lực quốc tế ngày càng tăng đối với lệnh ngừng bắn đặc biệt là khi mùa chay ramadan của người hồi giáo sắp kết thúc Nghị quyết ngừng bắn nhận được sự ủng hộ của 14 thành viên hội đồng, trừ Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng. Trong tiếng bộ tay vang dội tại phòng hội đồng sau cuộc bỏ phiếu, mặc dù nghị quyết không mang tính ràng buộc, nhưng có sức nặng đáng kể và nhấn mạnh sự thúc đẩy của cộng đồng quốc tế về lệnh ngừng bắn nhằm ngăn chặn thêm thiệt hại về nhân mạng và thảm họa nhân đạo ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tỏ ra thất vọng trước quyết định của Mỹ, gọi đây là sự thoái lui rõ ràng khỏi lập trường trước đó. Theo ông Netanyahu nhấn mạnh, ông lo ngại rằng hành động như vậy có thể cản trở nỗ lực tiêu diệt nhóm khủng bố Hamas của Israel cũng như nỗ lực giải thoát các con tin bị nhóm chiến binh Palestine bắt giữ. Đáp lại, phán ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc, ông John Kirby đã làm rõ rằng Việc Mỹ bỏ phiếu trắng không biểu thị sự thay đổi chính sách và nhắc lại rằng không có gì thay đổi trong cách tiếp cận của Washington. Sau cuộc bỏ phiếu của Liên hiệp quốc, ông Netanyahu đã hủy chuyến thăm của phái đoàn cấp cao tới Washington. Dự định ban đầu là thảo luận về một hoạt động quân sự ở Gaza. Một giới chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington coi quyết định hủy chuyến đi của thủ tướng Israel là một phản ứng thái quá. Trở lại với Hoa Kỳ, Ông George Conway, luật sư và nhà phân tích pháp lý nổi tiếng với lập trường chống Trump, đã gợi ý rằng bà Letitia James, tổng trưởng lý New York, có lý do để cảm thấy hài lòng về phán quyết mới đây của tòa phúc thẩm giảm bảo lãnh cho ông Trump. Theo các báo cáo và hồ sơ tòa, do số tiền phạt quá cao, Trump đã gặp khó khăn trong việc bảo đảm số tiền nửa tỷ đô, với hơn 30 tổ chức bảo lãnh từ chối yêu cầu của ông. Tuần trước, đội ngũ pháp lý Trump đã kiến nghị một tòa phúc thẩm New York cho phép ông thanh toán một khoản đặt cọc nhỏ hơn nhiều. Và vào sáng thứ hai, tòa phúc thẩm đã phán quyết ủng hộ ông, cho phép ông theo đuổi việc kháng cáo chỉ với 175 triệu đô la bảo lãnh và cho ông thêm 10 ngày để cung cấp số tiền đó. Lệnh này là một lợi thế nhỏ cho Trump, giúp ông bảo vệ được các tài sản trước nguy cơ bị New York siết nợ vì không nộp đủ số tiền theo án phạt để tiếp tục kháng cáo mặc dù phán quyết sẽ cho phép Trump hoãn thi hành hoặc có thể lật ngược án phạt khi kháng cáo. Luật sư Conway, một trong những người sáng lập Ủy ban Hành động Chính trị Lincoln Project chống Trump, đã cho biết trong một loạt bài viết trên mạng X rằng bà James có thể thấy được chiến thắng trong hành động của tòa phúc thẩm. Theo ông Conway viết, nếu tôi là văn phòng tổng trưởng lý New York, tôi không chắc mình sẽ không vui mừng với quyết định của tòa phúc thẩm giảm bảo lãnh của Trump xuống còn 175 triệu đô la. Lý do là nếu Trump thực sự có thể đặt cọc bảo lãnh cho phần lớn số tiền phạt thì bằng New York được bảo đảm khả năng truy thù ít nhất số tiền đó nếu thắng kiện tại tòa phúc thẩm mà không cần phải gửi giới chức thực thi luật đi khắp đất nước để truy đuổi tài sản của Trump, một tiến trình sẽ tốn kém, khó khăn và mất thời gian. Ông Conway sau đó đã cho biết thêm trong một bài viết khác. Điều đó tất nhiên là dựa trên giả định Trump có thể nộp bảo lãnh 175 triệu đô. Nhưng nếu ông ta không thể, thì tình hình của bang không trở nên tồi tệ hơn so với lúc đầu. Họ vẫn phải truy đuổi Trump để thu hồi toàn bộ số tiền. Đáp lại bài viết của ông Conway, phía Trump đã chỉ ra ý định sẽ thanh toán khoản bảo lãnh kháng cáo và làm điều đó một cách nhanh chóng. Trong khi đó, phiên tòa hình sự ở New York xử ông Donald Trump giả mạo hồ sơ kinh doanh liên quan đến tiền bịt miệng đào khiêu dầm sẽ được bắt đầu vào ngày 15 tháng 4 đây là lần đầu tiên ở Hoa Kỳ một cựu tổng thống sẽ bị đưa ra tòa xét xử về tội hình sự. Thẩm phán Honoreon vào hôm qua đã quyết định rằng vụ án hình sự này là một trong số bốn vụ hình sự mà ông Trump phải đối mặt sẽ được đưa ra xét xử đầu tiên. Phiên tòa đáng lẽ ra ban đầu dự kiến vào thứ hai đã phải hoãn lại do việc hủy bỏ tài liệu vào phút chót gây ra sự chậm trễ thẩm phán Morrison khi lên kế hoạch cho viện chọn lựa bội thẩm đoàn vào ngày 15 tháng 4 đã bác bỏ các tuyên bố của đội ngũ pháp lý Trump rằng bên công tố đã hành xử sai trái. Nhóm pháp lý Trump đã cáo buộc bên công tố che giấu hàng chục ngàn trang tài liệu từ một cuộc điều tra liên bang về vấn đề tương tự. Văn phòng biện lý tại Manhattan đã phản bác vào tuần trước, khẳng định không có lý do gì để trì hoãn thêm và chỉ trích các luật sư Trump vì đã dùng núi lý luận về những phát hiện vô giá trị. Họ cho biết trong số 33.000 tài liệu mà đội ngũ Trump đã nộp trong tiến trình điều tra, chỉ khoảng 270 tài liệu thực sự liên quan đến vụ án. Ngay trước khi tạm nghỉ, thẩm phán Mershon đã tóm tắt sự thất vọng của ông với lập luận từ các luật sư Trump. Ông Trump sau đó bước ra ngoài trong giờ giải lao để phàn nàn rằng toàn bộ vụ viện là một cuộc săn phù thủy và một trò lừa bịp. Khi trở lại sau giờ tạm nghỉ, thẩm phán Merson cho biết ông không cần thêm thời gian để xem xét quyết định và đã tuyên bố văn phòng biện lý không có lỗi. Sau đó, ông đưa vụ án ra xét xử vào ngày 15 tháng 4. một ủy ban gây quỹ hàng đầu của đảng Cộng Hòa dành cho các nhà lãnh đạo tiểu bang đang trong nỗ lực tư vấn kiếm cho các ứng viên, chỉ ra việc chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Biden có thể là không đủ để chinh phục người dân vào tháng 11, theo báo cáo từ tờ Axios. Trong một thư ngõ, D. Duncan, chủ tịch của ủy ban lãnh đạo tiểu bang Cộng Hòa, gọi tắt là RSLC, đã nhấn mạnh rằng việc ông Biden không gây ảnh hưởng tiêu cực đến các ứng viên dưới cấp như một số tổng thống trước đây đã làm hãy tránh xem cuộc bầu cử như là một cuộc trưng cầu ý dân duy nhất về Joe Biden. Duncan viết, ông này khuyên các chiến dịch không nên dựa dẫm vào việc chỉ trích Biden như một cách để giành chiến thắng, mà cần phải thể hiện rõ lập trường và chính sách của GOP. Duncan lý giải, việc không trình bày một luận điểm chính sách rõ ràng cùng với việc chỉ trích Tổng thống Biden là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả không như mong đợi của Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2022. Chúng ta cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong tiến trình bầu cử 2022 và không chỉ tập trung vào việc chỉ trích Joe Biden trong thông điệp, ông nhấn mạnh. Trong bản ghi nhớ, Jenkin cũng đưa ra lời khuyên cho các dân biểu Cộng hòa về cách tiếp cận với các thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm IVF, đặc biệt sau phản ứng dữ dội gần đây liên quan đến phán quyết của tòa tối cao Alabama. Cử tri sẽ ủng hộ nhiều hơn 58% cho các ứng viên đã bảo vệ một cách hợp lý quyền của bác sĩ và các phòng khám sinh sản giúp đỡ bệnh nhân và các gia đình muốn có con, ông chia sẻ. RSLC cũng bày tỏ quan điểm rằng sự tập trung của Đảng dân chủ vào việc bảo vệ quyền lựa chọn của người phụ nữ và nền dân chủ là không đủ mạnh để vượt qua những lo ngại của cử tri về kinh tế, tội phạm và di cư bất hợp pháp cuộc thăm dò nội bộ cũng tiết lộ chỉ một số nhỏ cử tri bảo thủ coi quyền phá thai và nền dân chủ là mối quan tâm hàng đầu của họ chiến dịch trump ngay từ đầu đã đề ra một chương trình nghị sự chính sách toàn diện nhưng chủ yếu tập trung vào việc cố gắng biến chiến dịch tranh cử của ông thành một cuộc trưng cầu dân ý về biden nhưng kết quả thăm dò của RSLC cho thấy việc này khó khăn hơn đối với các dân biểu cộng hòa cấp dưới vì ông biden không phải là một chính trị gia gây chia rẽ hoặc kích động Rahman, một chuyên gia bầu cử của đảng dân chủ đã nói hầu như mọi dân biểu cộng hòa cấp dưới tranh cử đều là một dân biểu cộng hòa trump maka và nói thêm đảng cộng hòa đã thua gần như mọi cuộc bầu cử lớn kể từ khi trump thao túng trong khi đó, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đã phát đi một thông cáo lên án đối với hành vi gần đây của ông Trump tuyên bố. Trump yếu đuối và tuyệt vọng, cả với tư cách một người đàn ông lẫn ứng cử viên Tổng thống. Thông cáo tiếp tục chỉ trích Trump bị dành phần lớn thời gian để chơi golf, tự ví mình như chúa Jesus và khẳng định không trung thực về khối tài sản mà rõ ràng là ông ta không có. Bản báo cáo của Trump Golf Count cho biết, ông Trump đã chơi golf gần 300 lần trong suốt thời gian nắm quyền, gây ra chi phí đáng kể cho người nộp thuế cho những mục đích giải trí của ông. Hơn nữa, cựu tổng thống tai tiếng thường xuyên ghé thăm các cơ sở của Trump Organization với 428 ngày trong thời gian cầm quyền, trung bình khoảng 4 ngày cho mỗi lần kiểu cách như vậy đã gây ra những lo ngại đáng kể về khả năng xung đột lợi ích và quỹ của người nộp thuế bị lạm dụng một cách trắng trợn kể từ khi rời nhiệm sở ông trump đã vật lộn khi không muốn rời khỏi sự thoải mái đó với các lý do được suy đoán bao gồm sức khỏe suy giảm hoặc khả năng thu hút đám đông tại các sự kiện Tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2024, trang web chiến dịch Trump không liệt kê bất kỳ sự kiện nào, cho thấy ông có vẻ không muốn xuất hiện trước công chúng và có thể ông ta đang dự định tránh xa tầm nhìn của công chúng trong thời gian sắp tới. Chiến dịch Biden đã trực tiếp nhận xét, chiến dịch Trump không thể gây quỹ, ông ta không quan tâm đến việc vận động tranh cử bên ngoài câu lạc bộ đồng quê của mình và mỗi khi ông ấy mở miệng trump lại đẩy những cử tri ôn hòa và vùng ngoại ô ra xa bằng những chương trình nghị sự nguy hiểm thông cáo nhấn mạnh những chỉ trích của chiến dịch biden về việc gây quỹ thiếu nỗ lực và lời hùng biện của trump cho thấy một kiểu hành vi gây bất lợi cho những người mà trump đang tìm cách đại diện trên cương vị tổng thống thông cáo của chiến dịch biden đã nhấn mạnh sự tương phản rõ nét giữa trump và tầm nhìn của họ cho nước mỹ tuyên bố Nước Mỹ xứng đáng có được nhiều hơn một Donald Trump yếu đuối, bối rối và mệt mỏi. Thông cáo này làm nổi bật quan điểm của tổng thống Biden về việc ông Trump không phù hợp với vị trí tổng thống, đồng thời nhấn mạnh hơn nữa cách tiếp cận toàn diện trong chiến dịch tranh cử của ông so với lối hùng biện gây chia rẽ của Trump. Các nhà phê bình thời gian gần đây đã bày tỏ lo ngại về khả năng suy giảm nhận thức của ông Trump trích dẫn các sự cố như khi ông nhìn thẳng vào nhật thực, điều mà họ coi là biểu tượng cho việc ông không có khả năng nhận biết rõ ràng. Thêm vào đó, việc Trump tự so sánh mình với Chúa Jesus và Elvis Presley đã được xem là dấu hiệu của sự tách biệt khỏi thực tế và có xu hướng ảo tưởng. Thưa quý thính giả, dù phần lớn các ứng viên tư pháp của Tổng thống Joe Biden đều được Thượng viện, nơi đa số là dân chủ, xác nhận nhưng vẫn có những ngoại lệ. Chẳng hạn như việc tòa bàn ốc vẫn ủng hộ việc bổ nhiệm Adil Manji vào tòa phúc thẩm khu vực 3, mặc dù luật sư tranh tụng dân sự này đã phải đối mặt với một chiến dịch bôi nhỏ khá tàn bạo từ phe cực hữu. Chiến dịch bôi nhỏ đó quả thật khó có thể biện minh, dẫu theo lý thuyết nó không nhất thiết làm giảm cơ hội của ông Manji. Trên thực tế, việc ông được xác nhận trở nên không chắc chắn. Phần nào vì thượng nghị sĩ Joe Manchin tuần trước đã tuyên bố rằng ông sẵn lòng bỏ phiếu cùng với Cộng hòa, những người đã chỉ trích ứng viên của Dân Chủ. Nhưng hóa ra đó không phải là tất cả những gì vị thượng nghị sĩ đến từ West Virginia đã tuyên bố. Theo tờ Politico đưa tin, ông Joe Manchin đã đưa ra một quy tắc mới khi nói đến việc chọn lựa các ứng viên từ pháp của Tổng thống Biden. Khi nói đến việc chọn lựa các ứng viên tư pháp của Tổng thống Biden, Cụ thể là nếu họ không nhận được sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa, ông sẽ không bỏ phiếu cho họ. Thượng nghị sĩ Dân Chủ sắp về hưu này đã âm thầm bỏ phiếu chống lại một số lựa chọn từ Pháp trong tuần qua, tạo ra những cuộc bỏ phiếu sát nút, mặc dù cuối cùng vẫn thành công trên sàn thượng viện. Ông Manchin giải thích rằng việc ông phản đối dựa trên một lý do cụ thể. Ông Manchin đã nói, tôi chỉ cần sự ủng hộ từ một thành viên Cộng hòa, đó là tất cả những gì tôi muốn hãy cho tôi thấy điều gì đó có tính chất lưỡng đẳng đó là cách tôi chọn lối đi riêng nếu không có sự ủng hộ từ một thành viên cộng hòa thì tôi sẽ không bỏ phiếu cho bất kỳ ai theo như ông thượng nghị sĩ dân chủ giải thích với tờ politico tôi đã nói rõ với đẳng của tôi tôi đã nói tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nữa tôi cảm thấy quá mệt mỏi và chán đẳng từ đó chúng ta có một số điểm cần lưu ý Thứ nhất, theo chính lời của ông Manchin, ông không đánh giá các ứng viên tư pháp chỉ dựa trên năng lực của họ. Thay vào đó, ông sẵn lòng từ chối những ứng viên xuất sắc, những người đã chứng minh quyền được phục vụ tại ghế tòa liên bang, nếu các thành viên của Thượng viện thuộc phe thiểu số không chấp thuận. Đây là cách làm cho thấy phe thiểu số trong Thượng viện được cho là có quyền phủ quyết đối với ngành tư pháp. Một ý tưởng vừa rất khác lạ, vừa hoàn toàn không phù hợp với truyền thống Hoa Kỳ. Thứ hai, điều đó cũng mâu thuẫn với cách tiếp cận quản trị của chính ông Manchin trong thời ông Trump. Khi đề cử ông Brad Kavanaugh vào tòa tối cao pháp viện được đưa ra, lúc ấy tất cả thượng nghị sĩ dân chủ khác đã phản đối luật sư bảo thủ gây tranh cãi này. Nhưng vào thời điểm đó, ông Manchin đã không nói, chỉ cần một đảng viên dân chủ, đó là tất cả những gì tôi yêu cầu, cho tôi cái gì đó lưỡng đảng. Thay vào đó, ông đã bỏ phiếu chuẩn thuận cho ông Kavanaugh cho ghế thẩm phán tối cao Pháp viện. Cũng có những ứng viên tư pháp cấp thấp hơn thời Trump đã đối mặt với sự phản đối từ Dân Chủ, chỉ đủ để ông Manchin nhúng vai và vẫn bỏ phiếu xác nhận. Thực tế là vị thượng nghị sĩ này làm cho việc Cộng hòa từ chối các ứng viên tư pháp đủ tư cách trở nên dễ dàng hơn là điều khó chịu Thực tế là ông Manchin áp dụng một tiêu chuẩn dễ dàng hơn cho các ứng viên tư pháp thời Trump, khiến càng làm tình hình tồi tệ hơn. Điều này không chỉ áp dụng cho ngành tư pháp. Manchin cũng đã áp dụng một tiêu chuẩn khó khăn hơn nhiều đối với các ứng viên của Tổng thống Biden trong các lĩnh vực khác nữa. Cuối cùng, cần phải xem xét một bối cảnh bầu cử rộng lớn hơn. Khi nhà lập pháp đương nhiệm vẫn đang cân nhắc một chiến dịch tái tranh cử có thể xảy ra tại một bang đỏ đậm. Có lý do để thông cảm cho ông, nếu ông tìm cách đi hai hàng để tạo khoảng cách giữa bản thân, đảng của mình và Tổng thống Dân Chủ. Nhưng với tình hình hiện tại, ông Manchin sắp nghỉ hưu. Ông không cần phải gây ấn tượng với cử tri hay với bất kỳ ai, vì ông sẽ bước sang tuổi 77 vào mùa hè, nên có khả năng tên của ông sẽ không bao giờ xuất hiện trên bất kỳ lá phiếu nào nữa. Tất cả những điều đó đã cho thấy, ông Mansin đã khởi xướng cuộc phản đối nhỏ, không phải vì một chiến lược sâu xa hay lợi ích bầu cử nào, mà từ một niềm tin sâu sắc rằng phương pháp độc đáo này mang lại giá trị thực sự. Nhưng thực tế, ông đã nhầm. Trong một diễn biến mới nhất từ nồi canh hè hạ viện do GOP kiểm soát, Phê Cộng hòa đang đe dọa sẽ khởi xướng thủ tục tội coi thường quốc hội đối với Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland trong nỗ lực nhằm thu thập một bản ghi âm cuộc phỏng vấn giữa công tố đặc biệt Robert Hur và Tổng thống Biden. Họ tin vào thông tin vỉa hè khi cho rằng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Biden đã nhiều lần mất trí nhớ tạm thời và các dân biểu Cộng hòa đang háo hức muốn nhấn mạnh lại vấn đề tuổi tác của ông Biden. Chủ tịch Ủy ban Giám sát James Comer cùng Chủ tịch Tư pháp Jim Jordan trong một bức thư gửi cho ông Garland đã tuyên bố rằng bản sao có chỉnh sửa của cuộc phỏng vấn mà Bộ Tư pháp gửi là không đủ. Hai ông chủ tịch ủy ban bốn tai tiếng gần đây đã yêu cầu Bộ Tư pháp cung cấp bất kỳ bản sao, video hoặc bản ghi âm nào từ cuộc gặp gỡ hồi tháng trước. Bộ đã không cung cấp bản ghi âm mà chúng tôi yêu cầu. Jordan và Comer đã viết trong thư gửi vào thứ hai, Họ cũng chỉ rõ việc lấy được bản ghi âm này là ưu tiên hàng đầu của họ, theo đề cập trong một bức thư khác gửi đầu tháng. Họ mong đợi Bộ Tư pháp sẽ giao nộp mọi tài liệu liên quan trước 12 giờ chiều ngày 8 tháng 4. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này, Ủy ban sẽ cân nhắc áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn, bao gồm cả việc bắt đầu quy trình khinh thường quốc hội. Nhưng người phát ngôn DOJ cho biết, Bộ trưởng Tư pháp đã công bố báo cáo của ông Hur cho Quốc hội và không thể chỉnh sửa hay thay đổi. Bộ đã cung cấp tài liệu cho Quốc hội, bao gồm một bản sao của bản ghi cuộc phỏng vấn của Tổng thống. Và ông Hur đã làm chứng trước Quốc hội với độ dài hơn 5 giờ. Người phát ngôn này nói, Xét về sự hợp tác sâu rộng và liên tục của Bộ, chúng tôi hy vọng họ sẽ xem xét lại việc leo thang không cần thiết này. sang qua nội dung tin tức khác vào thứ hai thế giới công nghệ và pháp luật chứng kiến một sự kiện nổi bật một thẩm phán liên bang đã quyết định đặt dấu chấm hết cho một cuộc chiến pháp lý kéo dài vốn đã gây sự chú ý từ dư luận đó là vụ kiện giữa công ty mạng x của tỷ phú elon musk và tổ chức chống lại sự căm thù kỹ thuật số gọi tắt là ccdh một tổ chức phi lợi nhuận đã chỉ trích mạng x Tại tòa liên bang ở San Francisco, thẩm phán Charles Breer đã bác bỏ hoàn toàn đơn kiện của công ty X. Quyết định không chỉ là thông điệp mạnh mẽ về quyền tự do ngôn luận, mà còn là một bước ngoặt cho nền tảng mạng X. Thẩm phán Breyer đã nhấn mạnh rằng nỗ lực của mạng X nhằm bịt miệng CCDH qua việc kiện tụng chỉ làm lộ rõ mục đích thực sự, ngăn chặn sự chỉ trích về những lời nói căm thù và các thuyết âm mưu đang ngày càng trở nên phổ biến trên nền tảng của họ vụ kiện nhằm trừng phạt bị cáo vì quyền phát biểu của họ. Ông Breyer viết, gửi một thông điệp không thể rõ ràng hơn về giá trị của tự do ngôn luận trong xã hội hiện đại. Trong khi đó, phía mạng X của ông Musk, người luôn tự nhận mình là một chiến binh không mệt mỏi cho tự do ngôn luận, đã không chấp nhận thất bại, đã nhanh chóng cho biết ý định sẽ kháng cáo. Câu chuyện, dù sao đi nữa, có vẻ còn xa mới kết thúc vụ kiện mở ra một chương mới trong cuộc đối đầu giữa tự do ngôn luận và trách nhiệm xã hội của các nền tảng trực tuyến bản báo cáo về cái gọi là trader độc hại của tổ chức ccdh đã đặt ông musk và nền tảng của ông dưới lăng kính phê phán khi cáo buộc họ khôi phục tài khoản của những người có quan điểm cực đoan và tạo ra môi trường cho phép sự lây lan của thuyết âm mưu và hận thù Musk và mạng X đã không ngồi yên trước những cáo buộc và đã đâm đơn kiện bằng cách kiện CCDS và Quỹ khí hậu châu Âu, ECF, cáo buộc họ âm mưu và sử dụng dữ liệu bất hợp pháp để làm hại công ty. Tuy nhiên, thẩm phán Breyer đã quyết định rằng đây chỉ là những nỗ lực nhằm bịt miệng đối phương, vi phạm chính những giá trị tự do ngôn luận mà họ vốn rêu rào là đang bảo vệ quyết định không chỉ là một chiến thắng cho CCDH mà còn là một thông điệp gửi đến các tổ chức và cá nhân. Trong cuộc chiến giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm xã hội, không gì có thể được giải quyết qua việc kiện tụng và bịt miệng lẫn nhau. Cuộc tranh luận về tranh giới giữa hai giá trị này chắc chắn sẽ tiếp tục, nhưng ít nhất cho đến nay, tòa án đã lên tiếng. Và nội dung tin mà Thụy Linh vừa trình bày cũng đã khép lại video sáng nay của ngày 26 tháng 3 trên Ngô Phòng Today. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo trên Ngô Phòng 247.